Tiếp theo là mình giải câu 73. Thì ta có z bằng, nếu mình đem y làm thử chung, chỗ này mình đem y làm thử chung thì nó là 1 cộng y bình phương cộng y mũ 4 cộng chấm 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 cộng có y mũ 2016. Mà theo đáp án của câu câu 72 đó thì 1 cộng y bình phương cộng dân dân cộng tới y mũ 2016 thì nó bằng 1. Vậy thì cái này nó bằng 1. Bằng y. Y nhân 1 thì bằng y. Vậy thì z nó bằng y. Vậy thì suy ra 1 trừ z nó chính là 1 trừ y. 1 trừ y vậy thì suy ra là 1 trừ z, mà liên hợp của cái này chính là 1 cộng y. Cho nên mình chọn đây, mình chọn A. À, câu 74 thì nó cho Z1, Z2 là hai số phức khác không. Rồi AB lần lượt là điểm biểu diễn của số phức Z1, Z2 thì khi đó tam giác OAB là tam giác gì? OAB là tam giác gì? Thì tiếp theo là câu 74. Z1, Z2 là hai số phức mà khác không, mà nó thỏa điều kiện này. Thỏa điều kiện này đó. Thì ở đây đó là nếu mà nó thỏa điều kiện này đó thì ta sẽ chia hai giới cho Z2 bình ha. Chia hai giới cho Z2 bình thì ta được cái gì? Chia hai giới cho cái Z2 bình ta được là cái Z1 chia Z2 tất cả bình, rồi trừ cho là Z1 chia Z2 rồi cộng 1 bằng 0. Được chưa? Như vậy thì mình được cái phương trình này là cái phương trình bậc 2 với hệ phương trình này là phương trình bậc 2 với cái hệ số thực. Thì khi đó thì mình bấm cái phương trình này, mod 9 1 trừ 1 thì mình ra được hai cái nghiệm phức là 1 cộng căn 3 y chia 2 cộng căn 3 y chia 2 hoặc là trừ, không? Nó có hai trường hợp. Vậy thì tương đương là cái Z1 bằng 1 cộng trừ căn 3 y chia 2 tất cả nhân cho Z2. Như vậy thì mình sẽ suy ra được cái mô đun của Z1 nó sẽ bằng mô đun của 1 cộng trừ căn 3 y chia 2 nhân mô đun của Z2. Nhưng mà cái mô đun này là bằng 1 rồi. Nên là tương đương là cái mô đun Z1 bằng mô đun của Z2. Nào, là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu mà mình lấy cái Z2 mà trừ cho Z1 thì lúc này nó sẽ bằng cái gì? 1 cộng trừ căn 3 y chia 2 trừ cho 1 tất cả nhân cho Z1. Vậy thì cái mô đun của thằng này nó sẽ bằng mô đun của thằng này nhân mô đun của Z1. Nhưng mà mô đun của thằng này là bao nhiêu? Mình chuyển máy tính sang chế độ mod 2 mình tính thử. Mô đun nè.
module này bằng 1. Bây giờ nếu mình sửa chỗ này thành dấu trừ lại, coi nó có bằng 1 không? Cũng bằng 1 luôn. Module này bằng 1, vậy thì module này bằng Z1. Đấy. Nhưng mà module này á, tại vì ở đây á, cái đề nó cho nó là AB là điểm biểu diễn của Z1 và Z2. Đúng chưa? AB là điểm biểu diễn của Z1, Z2 tương ứng. Như vậy thì Z1 trừ Z2 lấy module này thực chất nó chính là độ dài của AB, độ dài của đoạn AB. Còn cái này là độ dài của OA, độ dài của OB. Như vậy thì mình sẽ suy ra được OA bằng OB bằng AB, vậy thì tam giác OAB là tam giác đều. Có ha. Đó là câu 74. Tiếp theo là mình nói về cái câu 75. Câu 75 thì mệnh đề 1 là đúng. Khẳng định 1 là đúng. Còn khẳng định 2 là sai, tại vì liên hợp của thương thì nó sẽ bằng thương các liên hợp, cái này nó sai. Rồi mệnh đề 3 là liên hợp của tổng bằng tổng liên hợp. À, vậy thì mệnh đề này đúng, vậy thì mệnh đề 2 sai. À, mệnh đề 2 sai, vậy là câu 75 đáp án C. À, tiếp theo là câu 76. Câu 76 thì mình để ý là cái z là nó bằng cái này. 1 cộng 2y rồi cộng 3y bình phương cộng 4y mũ 3 cộng chấm 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 cộng cho 18y mũ 19. Như vậy thì nếu như chỗ này mình nhân thêm y nữa thì sao? Y nhân cho z thì sao? Thì lúc này nó sẽ bằng là nhiêu? 1 nhân y là y. Rồi 2y nhân y đó là 2y bình phương. Rồi cộng cho là 3y mũ 3 cộng chấm chấm cộng cho ở trước đây là 10 17y mũ 17y mũ. Cái đề này thì nó cho sai. Cái đề này tôi nghĩ là tới chỗ này đó là nó phải là 18 y mũ 17. Rồi mình sửa cái đề lại đi. Cả gan sửa đề lại. 18 y mũ 17 như vậy thì chỗ này á là nếu mà mình nhân thêm y nữa. Ở trước cái số này là 10 17 17 y mũ 16. Như vậy thì nếu mình nhân thêm y nữa là 10 17 y mũ 17. Này mũ 17 này, mình sửa cái đề lại. Vậy thì từ đây ở đây mình tại sao tôi phải sửa đề lại gì, tại vì ở đây nè mình lưu ý nè, cái số ở trước là nó sẽ cao hơn cái số mũ của y, đúng không? 3 nè, y mũ 2, 4 y mũ 3 vân vân, thì cái này nó phải 18 y mũ 17 mới đúng. Thì ở đây nếu mà mình lấy z mà trừ cho y z thì lúc này nó sẽ bằng 1 rồi cộng cho y bình phương cộng y mũ 3 cộng cho là gì đây, y mũ 17. Thì theo công thức của mình sẽ có là 1 trừ cho y mũ 18 chia 1 trừ y. Nhưng mà y mũ 18 là số 18 là chia 4 dư 2, cho nên là cái này nó sẽ là 1 trừ cho trừ 1 chia cho 1 trừ y, thì nó bằng 2 chia cho 1 trừ y, đúng không? Vậy thì
tương đương là chỗ này nếu mình đem z làm thử chung thì nó 1 trừ y bằng 2 chia cho 1 trừ y. Vậy thì suy ra z nó sẽ bằng 2 chia cho 1 trừ y bình phương. Bây giờ mình lấy máy tính mình bấm thôi. Cái này ra bằng y. Vậy thì z nó bằng y ha. Z là bằng y. Thì cái câu này là coi như cái đề nó sai rồi, cho nên là mình sửa đề lại thì cái đáp án cái này là rồi, cái này là y. Đáp án của mình là z bằng y. Tiếp theo là câu 77. Câu 77 áp dụng cái công thức mình có 1 cộng x bình phương cộng chấm 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 cộng tới x mũ n thì nó bằng 1 trừ cho x mũ n cộng 1 chia cho 1 trừ x, đúng chưa? Dụng thức này vô đây thì mình suy ra là z nó sẽ bằng với x, là cái số này là x mà giống như trên đây, thì bằng 1 trừ cho 1 cộng y mũ 27, 1 trừ cho 1 cộng y. Đấy. Viết lại 1 cộng y mũ 2 rồi mũ 13 rồi nhân cho 1 cộng y. Cái này là mũ 26 nè, mũ 26 mà nhân thêm mũ 1 nữa là mũ 27 đúng không? Rồi cái này là trừ y. Nhưng mà 1 cộng y mũ 2, 1 cộng y mũ 2 là bằng 2 y đúng không? Vậy thì 1 trừ cho 2 mũ 13 nhân y mũ 13. Rồi nhân cho 1 cộng y. Rồi nhân tử và mẫu cho y. Thì lúc này nó ra gì? Nếu mà nhân tử cho y mẫu cho y ấy, thì với mẫu nó còn bằng 1. Còn ở trên tử thì nó ra gì? Y này. Cái này y mũ 13 nhân y nữa là y mũ 14. Y mũ 14. Đấy thôi. Rồi với này bằng gì? Thì y y là mình giữ nguyên ha. Rồi 2 mũ 13 giữ nguyên. Y mũ 14 các em lưu ý là y mũ 14. 14 là chia 4 là dư 2. Đúng không? 13 chia 4 rồi là hết rồi. Vậy thì 14 chia 4 là dư 2. Mà 10 y mũ 2 thì bằng trừ 1. Cho nên chỗ này là trừ 1. Rồi mình nhân vô. Này nhân này là cộng 2 mũ 13. Cộng 2 mũ 13. Này là 2 mũ 13, này cộng 2 mũ 13 nhân 1 là 2 mũ 13. Rồi 2 mũ 13 y. Rồi gom chung lại cái phần ảo, gom phần ảo. 2 mũ 13. 2 mũ 13 cộng 1 tất cả nhân cho y. Rồi, cái đó là câu 77. Câu 77 đáp án của mình là cái gì? Phần thực của số phức z, phần thực của nó là 2 mũ 13. A.
Tiếp theo là nó giải cái câu 78. Thì ta có z bằng 4y chia cho y cộng 1 tất cả mũ m. Thì cái này mình phân tích như thế này. Bằng cái số ở trong đây á, là mình bấm máy tính ha. Là 4y chia cho 1 cộng y thì nó sẽ bằng 2 cộng 2y. Và số 2 nếu mà mình đem làm thừa dấu chung thì nó là còn 1 cộng y như thế này. Tất cả mũ m. Thì mình khai triển ra thì nó sẽ bằng 2 mũ m 1 cộng y mũ m bằng 2 mũ m 1 cộng y này mũ m thì mình để nâng lên mình mũ 2 rồi tất cả mũ m chia 2. Rồi bằng tiếp là gì? 2 mũ m 1 cộng y mũ 2 thì nó bằng 2y. Thì lúc này nó sẽ bằng là Sao con không cho mẹ ngủ chung? 2 mũ 3m chia 2 nhân cho y mũ m chia 2. Thì cái số này nó là số số thực. Này nó là số thực. Phi m chia 2 là nó phải là số nguyên chẵn. Nguyên chẵn. Tức là điều này có nghĩa là gì đây? Khi và chỉ khi là m phải chia hết cho 4. Chia hết cho 4. Nhưng mà từ 1 đến 100 thì nó có 25 số chia hết cho 4. Vậy thì suy ra là có 25 số m. Từ 1 đến 100 rồi chia hết cho 4. Đáp án của mình là đáp án C.